Rác trên chiếc đĩa bầu dục trước đây mọi người trải nghiệm này. Đây mới là cái bước 1 thôi nhá. Đây mới là cái bước 1, bước thô thôi. Xin chào. Xin chào tất cả mọi người. Xin mời mọi người vào xem nghệ nhân của bên Tam Hợp, gốm sứ Tam Hợp đang rác vàng trên một chiếc đĩa bầu dục cho nhà hàng cao cấp tại Hải Phòng nhá. Cái bộ bàn ăn của nhà hàng là yêu cầu bên Tam Hợp chúng tôi phải rác vàng lên cho. Và cái sản phẩm bát đĩa của bên tôi đã là một dòng sản phẩm bát đĩa cao cấp sứ sạch rồi. Đấy, rất là móng đẹp rồi. Sau đó nhà hàng yêu cầu là rác vàng. Rác vàng. Đó, thì bên tôi hôm nay đã thực hiện rác vàng cho tổng cộng là 60 cái đơn hàng đầu tiên cho một nhà hàng trải nghiệm là 60 chiếc đĩa bầu dục và chiếc đĩa vuông, đĩa tròn. Sau đó là tiếp tục đến các cái sản phẩm khác. Từng bước một hôm nay chúng tôi đang thực hiện rác trên chiếc đĩa bầu dục trước. Đây mọi người trải nghiệm này, đây mới là cái bước 1 thôi nhá. Đây mới là cái bước 1, bước thô thôi. Cả nhà, bước này mới là bước thô thôi. Được thực hiện bởi nghệ nhân Nguyễn Thị Nhàn của bên tôi đã có kinh nghiệm hơn 8 năm trong cái ngành nghề gốm sứ này. Thế nhưng mà cái nghề truyền thống này của bên Tam Hợp chúng tôi đã có đến 18 năm. Thế nhưng mà theo như các cái xu hướng rác vàng bây giờ là bắt đầu từ năm 2019-20 gì đó. Đó, và bên tôi đã cập nhật và cho nghệ nhân của bên tôi thực hiện. Mọi người thấy chưa? Wow, cực kỳ là sang trọng luôn. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Cực kỳ là sang trọng, lấp lánh luôn. Mà đây mới là bước thô thôi, chưa đánh bóng nhá. Mặt trước và mặt sau này chưa hề đánh bóng đâu ạ. Mới là rác thô thôi, cả nhà xem. Nhìn trông nó sang lịch sự như thế nào. Đó. Đó, mọi người xem chưa? Rồi khi mà đánh bóng lên nữa thì không biết là nó sẽ đẹp như thế nào, nó sẽ sang như thế nào cả nhà. Vàng lá 24K nhá, cả nhà nhá, vàng lá 24K đó ạ. Đó, bây giờ là rất là thịnh hành các cái sản phẩm rác vàng. Do đó là nhà hàng cũng chuyên lấy các cái sản phẩm đồ, setup các cái đồ gia dụng như là bát đĩa của bên tôi đã yêu cầu bên tôi là rác vàng cho họ. Đấy, và bên tôi đã thực hiện, đang thực hiện cái công đoạn này với lại cái số đơn hàng mà họ nhờ bên tôi rác thì chắc bên tôi phải làm mất thời gian, nó cũng phải tương đối là lâu lắm. Bởi vì công đoạn rất tỉ mỉ, mọi người xem chưa, rất là tỉ mỉ. Đấy, nghệ nhân bên tôi rất là tỉ mỉ, trau chuốt từng chi tiết nhỏ một, cả nhà. Đấy, mọi người xem. Công đoạn rất là tỉ mỉ luôn. Đấy, bác nghiêng mặt trước mặt sau đi, bác dựng cả mặt đấy, đấy đấy. Rồi mặt sau nữa bác ạ. Mặt sau nữa, bác quay mặt sau. Đó, mọi người thấy chưa? Mặt trước mặt sau cũng đều phải tỉ mỉ như nhau hết. Mọi người nhá. Rồi, xin chào cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục xem video tiếp theo khi mà thành quả của cái chiếc đĩa, những cái chiếc đĩa rác vàng này sẽ được bày lên nhà hàng khách sạn và bày các cái thực phẩm lên nó sẽ như thế nào nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Hẹn gặp lại ở video sau khi mà bày các cái sản phẩm thực phẩm lên đĩa hoặc lên tô rác vàng nó sẽ như nào ở một cái nhà hàng khách sạn cao cấp nhá. Xin chào, xin chào.